Rồi hello, cho Nguyễn Toàn gửi lời chào đến các quý khách hàng gần xa ha, cô chú anh chị ha và các bạn ha. Thì hôm nay thì những ngày cuối năm của năm 2022 anh em. Thì cũng là đầu năm 2023. Thì năm cũ bước qua năm mới thì Nguyễn Toàn cũng xin kính chúc tất cả các quý khách hàng gần xa và cô chú anh chị em các bạn bước sang năm mới thì thật nhiều sức khỏe, làm ăn được thành công ha, làm ăn thì mua bay bán đắt, sức khỏe ha. Rồi thì những ngày cuối năm thì bên mình cũng có đi một số đồ chân vịt máy anh em, thì cũng là đại khái những cái mẫu thông dụng cho anh em đi làm ăn á. Thì là mẫu 3 cánh, 2 cánh, giò gồm có trơn, máy nhông, hộp số. Đó, thì đầu tiên thì bên mình giới thiệu cho anh em một cái mẫu 3 cánh thông dụng là cái máy xe 3 máy 78, đổ về 76, 75, 74 là 3 máy xe nha anh em. Rồi anh em vô xem kênh thì nhớ ủng hộ cho Toàn ha, cho Toàn một lượt đăng ký kênh anh em và nhấn vào chuông ha, like chia sẻ cho anh em cùng xem ha. Thì Nguyễn Toàn cũng chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã ủng hộ về phần kênh YouTube của mình và sản phẩm chân vịt máy, thì Nguyễn Toàn cũng rất là cảm ơn ha. Rồi kế tiếp là cũng là cái mẫu thông dụng cho anh em luôn, là cũng mẫu 3 cánh. Nhưng mà cái này thì nó đi cho cái dòng máy cũng là máy xe anh em, máy xe 3 máy lồng 67 66 64 63, đó là 3 máy cho anh em đi ha. Còn anh em đi cút xéo thì từ 7 ngựa hết anh em, 7 ngựa 7 ngựa rưỡi cút xéo. Đây cũng vậy luôn anh em, mà đây là gân 18, còn cái mình mới giới thiệu cho anh em là gân 16. Thì cuối năm thì mùa nước nó rút anh em, thì Tết thì anh em cũng hạn chế xài đồ lại rồi, như mùa nước nổi nó xuống rồi. Thì anh em tập trung vô lo cho Tết cho nên hàng thì nó cũng giảm lại. Còn kế tiếp là cái mẫu VK, thì mẫu này thì nó bị mấy cái lỗ mọt ở đây anh em, thì nó không sao, nó không lủng này anh nha. Đó. Mình đang canh cho cái máy nhông sên 13 nha anh em. 13 nhông sên 1930. Còn nếu anh em đi cút xéo thì anh em đi từ máy 5 rưỡi, 6 rưỡi, 7 rưỡi ha. Rồi kế tiếp cũng là cái dòng 3 cánh nha nè, cho mình đi 3T6872 ha. Ở đây thì mình có làm trên cái video này mình có canh 3 cánh vịt cho anh em, là 3 cánh vịt nhông trái ha qua hộp số. Thì cái này thì nó hơi nặng anh em. Cái này thì 5 tấc 6 anh em, đường kính 5 tấc 6. Xin lỗi nè, nó bị chợt. 5 tấc 6. Thì cái này thì hàng của DB đổ, thì lỗ con 30 cho anh em. Lỗ cốt 30 thì anh em xài và 25 cũng có hoặc là 35 mình cũng có. Thì cái này thì qua hộp số anh em. Anh em nào có xài từ 7 8 tấc là bên mình đều có. Đổ về 3 tấc 6 là nhỏ nhất, 3 tấc 6, 3 tấc 4 anh em, 3 tấc. Hàng này thì bên mình đã canh chỉnh cho anh em ha, mình đi tàu gỗ hoặc là vỏ composite đều đạt được tốc độ anh em. Bắt nước cho anh em. Đây thì mình làm cho anh em hai cái. Đây cái thì cái này là 5 tấc 4 anh em. Đó. Thì cũng là con 30 luôn. Cái mình mới giới thiệu cho anh em thì 5 tấc 6. Cái kế tiếp là cũng là cái nhông trái luôn anh em. Nhưng mà cái hệ này thì mình đang làm cánh thái cho anh em ha. Đó. Cái này thì 4 tấc. Thì đường kính là 3 tấc 6. Đóng trên chân vịt thì nó 40 anh em, nhưng mà đo đường kính lại thì nó 3 tấc 6 cho anh em. Cái dòng cánh này thì dành cho anh em đi đặt vỏ composite nha anh em, hoặc là cano thì mình đi có tốc độ.
Còn nếu anh em đi tàu gỗ thì anh em nên xài cánh tay thỏ như mình giới thiệu thì nó sẽ hay hơn, nó bắt nước lẹ hơn cánh này. Cánh này thì nó đi nước giãn tốc độ, về thiên thì gió nhẹ. Rồi kế tiếp là cái mẫu này là mẫu VCF. Dẫn em lên đi Nguyễn ơi. Mẫu VCF. Mẫu VCF dành cho máy 50 rưỡi, 60 rưỡi cút sáo nha anh em. Lên đi mức tư quay video. 50 rưỡi, 60 rưỡi, 70 rưỡi cút sáo anh em. Mẫu này là mẫu VCF, mẫu DB. À, còn nếu anh em đi 13 nhông sên thì 19 30 thì mình đi mẫu này đều được. Cái này thì mình đang canh cho cái máy 5 5 rưỡi cút sáo anh em. Thì cái này găng lắp 14 à, anh em xài 16 bên mình đều có ha. Kế tiếp là cái mẫu ba cánh thái nha anh em. Cái này thì mình đi vỏ chung tầm 5m9, 6m3, 7m2 hoặc là 5m4. À, nói chung là đi cắt hơi vỏ nặng nhẹ đi được. Cái này thì mình đang làm cho cái máy 60 anh em, găng lát 14. Rồi, kế tiếp là cái mẫu hai cánh cho máy 6 người rưỡi cốt thẳng anh em. Thì mẫu này thì mẫu AB. À, và dặn cứng cáp cho anh em nhẹ kìm rút nước ha. Từ 7 người rưỡi, 6 người rưỡi đổ về 6 ngựa 5 rưỡi là mẫu này đều mình làm cho anh em canh chỉnh cái độ lớn nhỏ khác nhau cho anh em. Ở đây thì mình làm đồ, mình quay clip á, anh em thì mình quay thực tế rõ ràng cho anh em ha. Đó, từ những cái đường nhám, cái đường canh chỉnh chân vịt chứ mình không quay xa nha anh em. Xa thì những cái đồ đó anh em thấy nó cũng bóng nhưng mà những cái đó thì nó chưa có làm hoàn thiện. Đó, như mình quay sơ lược cho anh em đó là những cái đồ đó thì mình cũng chuẩn bị cho anh em. Anh em đặt là mình có đồ mình làm sẵn chứ đôi khi mà anh em đặt rồi thì mình đợi đồ mình điện đồ nữa thì nó hơi lâu, trừ khi những cái món đồ mình thiếu anh em ngặt lắm á thì mình mới chậm đồ cho anh em hoặc là đồ bị dồn. Thì cái mẫu này mẫu chín cút xéo nha anh em, mình đang canh cho cái máy chín cút xéo đi xuồng đi làm ăn ha. Cái mẫu này thì mẫu 65 60 hàng dày anh em. À, cốt dài, à, cánh ngắn. CB3 anh em. Rồi còn cái này cái cuối cùng trên cái video này anh em thì cái này thì mình đang làm cho cái máy 4 lồng 93 nha anh em. Còn nếu anh em đi máy âm thì mình có thể đi được lồng 98 hoặc là tắc lẻ. Này thì con 30 nha anh em. Đó thì nội dung thì hôm nay thì còn cũng chốt được nhiêu đây gửi cho anh em những ngày cuối năm của 2022 anh em. Thì mình cũng có dự trữ đồ cho anh em đầy đủ ha, từ cánh thái, máy nhông, máy trơn, tất cả những cái dòng máy là mình có chuẩn bị cho anh em đầy đủ ha. Thì anh em nào có nhu cầu sử dụng thì anh em cứ liên hệ về số điện thoại của mình là 0919 686 061 thì gặp Nguyễn Toàn ha, ở địa chỉ là ở khóm 5, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Thì anh em nào mà muốn mua hàng bên điện qua mình thì mình cũng nói với anh em là mình giao hàng tặng tặng nhà cho anh em, tặng nơi cho anh em, tới nhà cho anh em. À, có đường lậu xe là mình gói hàng ship hàng toàn quốc cho anh em. Đó, một số anh em không hiểu á, mình cũng nói lại cho anh em là mình ship hàng toàn quốc cho anh em là ship hàng qua đường giao hàng bưu điện đó. Thì anh em đặt hàng thì ở miền Tây những cái tỉnh gần thì như 2 3 ngày, 3 4 ngày, ở xa thì có 4 ngày, 5 ngày đó. Rồi thì video toàn quay đến đây cũng xin kết thúc ha, hẹn gặp lại tất cả các anh em vào những cái video tiếp theo của kênh mình ha. Chào tạm biệt tất cả anh em ha.